Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 24 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Ngày làm việc thứ hai, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh và họp tại tổ thảo luận các dự án luật. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Tiêu hủy gần 7.000 lít rượu không đảm bảo chất lượng. Đám cưới lấn đường gây mất an toàn giao thông tại thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và tại tổ về xây dựng luật, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với một số chức danh. Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Kết quả thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số 101 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả 44 đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm đạt cao. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị công bố quyết định số 929 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 và quyết định số 2117 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận đồng chí Đào Xuân Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Khuê, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao quyết định cho đồng chí Đào Xuân Dũng. Đồng thời, đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Đào Xuân Dũng tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, tích cực học hỏi, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cùng Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2020 đến nay, 100% xã thị trấn tại huyện Phù Cừ đã thực hiện công tác luân chuyển công chức địa chính xã không phải người địa phương. Hiện nay, tổng số công chức địa chính xã trên địa bàn huyện là 28 người. Mỗi xã có 2 công chức địa chính nông nghiệp và địa chính tài nguyên môi trường. Việc thực hiện chủ trương bố trí công chức địa chính xã không phải là người địa phương góp phần hiệu quả trong việc quản lý đất đai, xử lý đơn thư tố cáo tranh chấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt tránh trường hợp nể nang người nhà, giải tỏa các trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiêu biểu tại xã Quang Hưng, Minh Tân, Tống Trân. Bên cạnh đó, cũng bước đầu xử lý cương quyết các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường tại các xã Tam Đa, Tống Phan. Tuy nhiên, nhiều công chức địa chính cấp xã vẫn còn lúng túng khi mới đến nhận công tác tại địa phương khác, đặc biệt trong việc xác minh vị trí nguồn gốc đất khiến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân còn chậm. Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tham gia cuộc thi có 38 dự án khởi nghiệp từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trên toàn tỉnh, sau vòng sơ khảo, có 28 dự án lọt vào vòng chung kết với nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, giáo dục. Các nhóm tác giả phải thực hiện 2 nội dung, trưng bày gian hàng, thuyết trình về sản phẩm. Đây là sân chơi lành mạnh để học sinh phổ thông toàn tỉnh thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sức trẻ, nhiệt huyết của mình, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo vì cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các em vận dụng các kiến thức kỹ năng của mình để đưa ra các sáng kiến, giải pháp, giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội, từ đó hình thành nên những ý tưởng sáng tạo, những dự án khởi nghiệp mang tính đột phá, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về kiểm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công đều nhấn mạnh yếu tố sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu trong điều hành công tác giải phóng mặt bằng. Có mặt bằng sạch thì mới có giải ngân đầu tư công nhanh được. Đây là tuyến đường DT382B nhánh phải, là đường bên của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Nhiều diện tích cây ăn quả như ổi, cam đường canh, nhãn của người dân đã được giải tỏa từ đầu năm nay. Hơn 300 hộ dân đã không thu hoạch vụ cam, vụ ổi để phục vụ giải phóng mặt bằng làm tuyến đường này. Tôi mới thu được khoảng 3 năm, thì năm thứ 5 này là đã vào dự án rồi. Mỗi năm là được nãi khoảng 20 triệu đồng, đều hoàn toàn nhất trí, đồng ý để phục vụ cái dự án của nhà nước. Nhiều năm trở lại đây thì đã có rất nhiều cái dự án của doanh nghiệp là nhận chuyển nhượng đối giữa người dân với doanh nghiệp. Thì cái giá chuyển nhượng nó cao gấp từ 2 đến 2,5 lần so với giá hỗ trợ bồi thường của nhà nước. Chính vì vậy mà các hộ dân lúc ban đầu thì do dự băn khoăn. Trước những khó khăn trên thì Ủy ban nhân dân xã đã tập trung ngoài cái tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh qua các hội nghị, và chúng tôi còn đối thoại trực tiếp với người dân ở tại ngoài hiện trường trong quá trình kiểm đếm, và để người dân hiểu rõ, và đến nay thì nhân dân đã hiểu rõ được cái mục đích ý nghĩa của dự án thu hồi của nhà nước. Đến thời điểm này, đường DT382B nhánh phải dài 14,4 km qua huyện Yên Mỹ và Văn Giang đã giải phóng mặt bằng được gần 8 km, chủ yếu là đất nông nghiệp. Khi có mặt bằng, liên danh các nhà thầu đã tập trung máy móc nhân lực để thi công, đảm bảo tiến độ dự án và giải ngân nguồn vốn trung hạn đã được phân bổ. Hiện tại thì nhà thầu liên danh cũng đang tập trung máy móc thiết bị, khẩn trương đôn đốc thi công để đến đạt kế hoạch giải ngân cuối năm 2023 này. Qua kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh, khi các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các đoàn thể và người đứng đầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về mặt bằng, đôn đốc nhà thầu thi công. Cộng với đó là năng lực của đơn vị thi công thì tiến độ giải ngân sẽ nhanh hơn. Cái vấn đề mặt bằng để 100% cho nhà thầu triển khai thì là rất là quan trọng. Qua đây thì cũng rất mong muốn là làm sao chủ đầu tư có mặt bằng sớm để cho đơn vị thi công triển khai những cái gói thầu đảm bảo theo cái hợp đồng đã được ký kết. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, chủ đầu tư các công trình dự án phải giải ngân tối thiểu trên 95% nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, mỗi tháng phải giải ngân trên 16% nguồn vốn đầu tư công. Nếu địa phương, đơn vị, chủ đầu tư nào không hoàn thành mục tiêu trên sẽ xem xét vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt là những dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn phải giải ngân xong, chủ yếu liên quan đến Sở Giao thông Vận tải này, ban quản lý dự án này, còn liên quan đến các huyện. Ở đây các huyện ngoài những công trình của tỉnh nằm trên địa bàn huyện thì các đồng chí phải tập trung vào giải phóng bằng. Trước nói cho các đồng chí rồi, các đồng chí phải mạnh dạn lên, nếu mà thỏa thuận mấy hai tuyên truyền vận động mãi không được thì đến cuối cùng người ta phải cưỡng chế. Toàn những công trình quan trọng thôi. Thì đấy là công trình của tỉnh, chứ còn các công trình của huyện đây này tôi ngược quá ngay các đồng chí đây. Các đồng chí còn rất là thấp. Thực hiện chỉ đạo này, các chủ đầu tư, đơn vị chức năng và nhà thầu đang tập trung cao nhất để tháo cỡ về giải phóng mặt bằng cũng như thi công, nghiệm thu, sớm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều công trình giao thông, các khu cụm công nghiệp là những dự án mà tỉnh đứng ra thu hồi đất. Song một số tài khoản trên mạng xã hội lại xuyên tạc và cho rằng đây là các dự án chuyển nhượng để gây hiểu lầm cho người dân, dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cách đây 3 tháng, tài khoản Facebook này liên tục đăng các thông tin về việc giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Minh Đức và Minh Quang tại thị xã Mỹ Hào chưa thỏa đáng, cùng một số thông tin chưa được kiểm chứng để gây khó khăn cho việc thu hồi đất. Đặc biệt là khi thị xã tổ chức hỗ trợ thi công đối với một số diện tích nằm trong khu công nghiệp, một số người dân tại địa phương cũng tỏ ra bất bình trước các thông tin của tài khoản Facebook này. Chúng tôi kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là công tác an ninh mạng, xác minh điều tra và phải xử lý nghiêm túc với những cái nội dung đăng tải thông tin nó không đúng sự thật và gây những cái bất bình trong nhân dân. Khi có những thông tin chưa chuẩn xác trên mạng xã hội về các chính sách liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, các ngành chức năng của thị xã Mỹ Hào của tỉnh dùng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tài khoản có những nội dung đó. Ngoài ra, có phản hồi để định hướng thông tin giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của nhà nước. Trên tài khoản mạng xã hội thì có một cái tài khoản mạo danh có đăng tin không đúng cái sự thật về cái chế độ chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đã có cái chuyên đề triển khai tại các hội nghị ban chấp hành đảng bộ, thế tại các hội nghị giáo ban, bí thư chi bộ, thế rồi khối dân vận, thế rồi tuyên giáo, triển khai tuyên truyền đến các cái hội nghị của chi bộ, đến các ngành đoàn thể và lồng ghép để phổ biến tuyên truyền, thế rồi phản bác lại các quan điểm sai trái trên cái mạng xã hội, các cái mạng không chính thống và cái chủ trương sách của đảng trong công tác giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp. Tại huyện Ân Thi, hiện có 5 dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng với diện tích gần 1.000 ha. Trong đó có cả việc phải giải phóng mặt bằng đất thổ cư, di rời nhà cửa, mồ mả của các hộ dân. Xác định việc định hướng thông tin người dân bằng trực quan và trên mạng xã hội là rất quan trọng, nên các ngành chức năng của huyện đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng vào việc nắm bắt thông tin trên không gian mạng để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân về công tác giải phóng mặt bằng gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi có fanpage ở Ân Thi quê mình để chúng tôi lan tỏa những các cái thông tin tích cực trong các cái hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của địa phương. Và thời gian vừa qua thì cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn của huyện là công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để phát triển các cái khu cụm công nghiệp, và đặc biệt là trong năm 2023 tới đây thì dự án đường Tân Phúc Võng Phan sẽ được triển khai. Nên thì chúng tôi với cái nhiệm vụ của mình trên cái trang Ân Thi quê mình thì chúng tôi là tích cực phủ xanh các cái thông tin tích cực và lấy cái thông tin tích cực lan tỏa để đẩy lùi các cái thông tin tiêu cực, thông tin xấu độc, những thông tin không được kiểm chứng. Phản hồi nhanh, chính xác, thông tin kịp thời trên không gian mạng là những vấn đề rất được các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh quan tâm. Để định hướng dư luận về các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến lợi ích của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2023. Trong đó huyện Kim Động và Tiên Lữ đều có 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Huyện Khoái Châu có 3 xã, thị xã Mỹ Hào và huyện Phù Cử mỗi địa phương có 1 xã được công nhận trong đợt này. 3 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu đợt này là Phạm Ngũ Lão và Hiệp Cường, huyện Kim Động, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ về an ninh trật tự và giáo dục. Như vậy thì đến nay toàn tỉnh Hưng Yên có 93 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và 22 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tại các địa phương này, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, trong đó có sự đóng góp xã hội hóa nguồn lực của người dân, các thiết chế đều đảm bảo, nhất là về lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh trật tự, việc làm cho người lao động tại khu vực này đều có chuyển biến rõ rệt trong quá trình xây dựng và được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Trong 2 tháng là tháng 9 và tháng 10, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hưng Yên là gần 500 ca, chiếm hơn 80% số ca mắc từ đầu năm đến nay. Đặc biệt là những địa phương có người đi làm ăn, sinh sống tại thủ đô Hà Nội về, thường có số ca mắc cao. Một số địa phương có nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết như huyện Văn Giang trên 100 ca, huyện Văn Lâm trên 80 ca, huyện Quái Châu và thành phố Hưng Yên trên 70 ca. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Tuy vậy, thời tiết sau mùa thay đổi thất thường, nóng ẩm, mưa nhiều như vừa qua vẫn là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản, kéo theo nguy cơ bệnh sốt xuất huyết có khả năng phát triển thành dịch. Hiện tại chưa có vaccine phòng chống sốt xuất huyết, Vì vậy, việc nâng cao ý thức phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt vẫn được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ cao và tập trung đông người. Các cơ sở y tế rà soát quy trình phòng lây nhiễm, tăng cường kiểm soát, không để bệnh sốt xuất huyết lây lan thành dịch trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, tiêu hủy gần 7.000 lít rượu không đảm bảo chất lượng. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất với công ty cổ phần quốc tế VTTVN có địa chỉ tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, đang sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu thủ công. Đoàn tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa gồm 6.840 lít rượu các loại để tiến hành xác minh. Được biết, công ty đã được Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đã hết hiệu lực từ ngày 4 tháng 8 năm 2023. Ngày 16 tháng 10, cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ số rượu này đều không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu hàm lượng aldehyde theo tiêu chuẩn Việt Nam 8010-2009. Đến ngày 23 tháng 10, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với công ty về hành vi sản xuất thực phẩm có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, đồng thời tiêu hủy số rượu trên theo quy định. Những tháng cuối năm là thời điểm nhiều gia đình tổ chức tiệc cưới cho con em mình. Đây là sự kiện trọng đại và là ngày vui của mỗi gia đình. Tuy nhiên, nhiều hộ dân có nhà mặt đường vẫn thường cho dựng rạp lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở giao thông. Đây là hình ảnh phóng viên ghi lại được ngày 20 tháng 10 tại đường Vũ Trọng Phụng, giao cắt với đường Chùa Chuông, thuộc địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Mặc dù con đường chỉ dài chừng vài trăm mét, tuy nhiên hộ gia đình này khi tổ chức đám cưới cho con em mình đã dựng rạp lấn hết phần lòng lề đường. Một số phương tiện lưu thông qua đây đã phải quay đầu ngược lại. Lý giải cho việc dựng rạp lấn đường, một số lý do đã được người nhà tổ chức đám cưới đưa ra. Nhiều gia đình, chứ không riêng gì gia đình tôi, không có điều kiện để tổ chức ở các khách sạn, nhà hàng lớn. Nhận cái sự sai phạm của chính quyền là bắt rạp dưới lòng lề đường, nhưng mà các anh cũng phải thông cảm cho, là bởi vì nhà em là ngay sát với vỉa hè, ngay sát lòng lề đường, nếu không bắt rạp ở đường thì không có chỗ để bắt. Cũng trong ngày 20 tháng 10, nhóm phóng viên ghi nhận trên quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, cũng có hai rạp đám cưới được dựng lấn ra cả lòng đường. Nhiều phương tiện qua đây e ngại việc dựng rạp lấn đường trên không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người đi đường mà cho ngay cả gia chủ. Khuất tầm nhìn của người lái xe, và đôi khi là những cái tình huống bất ngờ nó xảy ra. Người lái xe dù có làm chủ tốc độ cũng không thể nào mà kịp được. Ngoài cái việc cản trở các phương tiện thì số lượng người tham dự đám cưới ngồi xong đấy có hoàn toàn có thể xảy ra tai nạn và tỷ lệ thương vong rất là cao. Đấy là cái mức độ rất là nguy hiểm. Việc dựng rạp lấn chiếm lòng đường trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Điều này không những gây cản trở phương tiện tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông. Theo điều 12, Nghị định 100/2019 EDCP quy định phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với tổ chức nếu dựng rạp, lều quán, công trình khai thác trái phép dành cho đường bộ, buộc phá rỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tại thành phố Hưng Yên, đa số các xã phường đến ký cam kết không vi phạm hành lang, vỉa hè, lòng đường khi tổ chức đám hiếu hỉ. Nhưng trên thực tế, rất ít địa phương lập biên bản xử phạt. Chúng tôi đã cử lực lượng công an xã lập biên bản cam kết để cho gia đình tháo dỡ và làm lại cái quy mô nhỏ. Thì tuy nhiên là cái sự chấp hành nó chưa được tuyệt đối, chỉ có một hộ đã tháo dựng lại và làm lại nhỏ, quy mô nhỏ lại. Dẫu biết ngày cưới là việc trọng đại của cả đời người, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong ngày vui của gia đình, mỗi người dân khi tổ chức đám cưới cho con em mình cần lựa chọn vị trí hợp lý an toàn để cuộc vui được trọn vẹn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, giám sát phát hiện xử lý các hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng lòng lề đường, vỉa hè. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.